Đây là bên đây thì đây là đang cách ly á, buồn quá, lôi lại mấy cái video clip cũ mà trong thời gian vừa rồi bên sống và làm việc ở Montenegro mọi người. Thì trong đó có một cái clip là về review beer đó, đó thì làm reaction để cho mọi người xem nha. Lần đầu tiên mà làm reaction luôn. Đó thì cái clip này thì bên quay ở Montenegro cách đây chắc cũng tầm khoảng 2 năm rồi mọi người ơi. Để mình coi nha. Đúng rồi, khoảng 2 năm rồi đó. Thì đây là clip mà bên review cái bia, bia của Bỉ. Thì ở clip này thì cái máy quay của mình nó bị sập xuống á, không để ý nên nó hơi bị mất cái mặt cái xíu mọi người. Còn nhưng mà các bạn có theo dõi kênh bên trước đây rồi thì mọi người sẽ thấy được là trong khoảng thời gian mình sống ở Montenegro thì có rất là nhiều video clip ở đó. Thì thực sự bên cũng còn mấy trăm clip chưa post thì chắc đây sắp tới sẽ làm reaction lại những cái clip đó để post cho mọi người xem nha. Giờ đang chuẩn bị đồ để review cái bia này. Sốt mọi người, cái sốt me ở bên đó thì cũng me tươi mọi người ơi, mua được cái lọ mà me me cô đặc á, nó chua mà nó chua mà kiểu đậm đặc luôn á, nó phải nấu kỹ lắm á thì mới đầu mới 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 được một cái sốt me chấm. Nói chung thì ăn cũng ngon, cũng được. Em lại hơi mọi người thấy mỗi lần mà quay video clip để cho mọi người xem là nói chung ở một mình Xin nó chào tất cả mọi hơi người, hơi chào thôi. mừng các bạn đã trở lại kênh của Ben. Thì kênh của Ben là chuyên chia sẻ về kinh nghiệm đi du lịch, rồi review ẩm thực cũng như là dạy nấu ăn. Thì hôm nay là với chuyên mục là thử bia lạ. Thì hôm nay Ben sẽ gửi đến các bạn một loại bia của Bỉ. Đó. Thì cái bia này nó là bia tên nó là Stella Artois. Nói chung là cái bia này thì mình thấy ở Việt Nam mình bây giờ là bán cũng cũng nhiều rồi, thấy cũng có bán rồi. Mọi người coi clip này sẽ hơi khó chịu tí xíu là do cái camera nó bị sập xuống nha mọi người. Mọi người thì như mọi người biết á, là Mỹ là bia là được được nhiều người được thế giới công nhận là bia ngon nhất thế giới. Thì cái bia này á thì Ben đã từng uống bên bên Sing rồi. Thì các bạn ở Sing đó thì Ben chỉ một địa điểm rất là hay, nó cái quán nó tên là Ice Cold đó, nó nằm đối diện với lại Somerset á, 131 á, 131 Somerset á, đối diện ba có cái hẻm đi vô. Thì vô đó nó bán là có bia này nè, với lại rất nhiều là bia nhập rất là ngon. Nhưng mà cái đặc biệt của nó ở đó là nó bán thêm một món là món cánh gà chiên rất là ngon nha, ăn cái vỏ ngoài nó còn giòn mà ở trong là vẫn ngọt mà mềm mà ngọt ngon. Nói chung cái chỗ đó cánh gà đó ra mình nhớ mày à, rất là ngon. Bình thường thường thì Ben với lại mọi người làm việc á xong thì rảnh còn sớm thì đi qua nó uống bia rồi hay là ốc gì đó, và uống bia rồi ăn cánh gà, nói chung cánh gà cực kỳ ngon luôn. Rồi còn cái này hôm nay Ben làm một cái ức cá chiên thôi với lại salad croquette. Cái này Ben bấm mắm me, mắm me này Ben làm mấy bữa rồi này lấy ra ăn lại, nhưng mà ở đây mình không có me tươi á nên mình sử dụng me, cái me nó dạng như me nghiền á, nhưng mà nó làm co lại giống như là đường caramel vậy đó, nên nó chua mà nó hơi bị đắng nhẹ kiểu kiểu vậy. Nhưng mà mình xử lý được á thì ăn rất là ngon. Hiện tại bên bên làm ăn rồi, mọi người ăn ở đây ăn nghe khen ngon với nước nước sốt của mình. Thì nước sốt me này á thì bên có bỏ thêm gừng nè, gừng ớt rồi tỏi rồi nấu lên với lại đường như mắm me nước mắm thôi, đơn giản. Với lại thêm một cái xíu bột quế nữa để cho nó bớt cái mùi me, tại vì cái me là me cốt á nên nó bị nặng mùi cái lắm, nó làm giống như nó nấu xuống cái nó hơi có nên có mùi hơi khét khét á, nên bỏ thêm xíu bột quế nữa mà rất là ngon nha. Rồi bây giờ bên cua cho bia nha mọi người.
Tính thời điểm hiện tại thì Ben đã 10 ngày rồi không uống bia mọi người. Tại đang muốn cách ly tập thể dục luôn. Cách ly đây mới cách ly kiểu như cách ly bệnh nha, này đang cách ly kiểu như là mình trong công việc thôi, để hỗ trợ trong công việc thôi. Để tránh dịch, dạng như là mình đi tránh dịch vậy đó. Cái ly nó hơi dơ tí xíu mọi người thông cảm nha. Tại bên đó lúc giai đoạn này là bên mới qua bên Montenegro nên lúc giai đoạn nó đang kiểu đang còn sống ở đây một mình nên nó thực sự nó cũng rất là hiệu quả luôn. Các bạn biết là giai đoạn đó bên sống ở trên Montenegro thì giống như ở trên núi vậy. Tại vì những cái resort mà nó sang trọng thường là nó sẽ làm nó hơi bị hẻo lánh tí xíu đó, nhưng mà thực sự là thiên nhiên rất là tuyệt vời. Thì các bạn coi những cái clip cũ của bên ở Montenegro thì bạn sẽ thấy được cái không gian mà bên sống, cái khu vực bên sống nó thực sự nó rất là đẹp. Rồi tiếp mọi người nha. Cái dòng bia Mỹ là nó rất là ngon luôn á. Bia này thì cái nhà máy là đến năm 1000 nó bắt đầu là mở cửa là năm 1366 rồi, là thương hiệu mà mấy trăm năm, 800 năm luôn á, kinh khủng tuyệt. Còn chai này thì 330 ml, bia của Mỹ, nó 5 độ C. Bia này mình thấy các bạn mở lên à, thấy ga lên quá trời luôn. Những cái dòng mà bia mà ở đây á, mình thấy bia ở đây mà bia bia của địa phương ở đây với lại vùng Serbia là cũng nước láng giềng á, không có ga, uống nó cũng nhẹ lắm, ở bên uống nhìn luôn. Mọi người thấy bọt không? Thấy ga không? Nó đúng đúng kiểu là uống vô nó the cái lưỡi luôn á, mà thơm. Nhưng mà cái bên không biết là cảm giác như thế nào, nhưng mà có vẻ bên uống bên đợt bên Singapore thì mình thấy cái cũng là loại bia này luôn, mà cái kia thấy nó đậm hơn, đậm đà hơn. Cái này nó có nó 5 độ luôn, mà kia có vẻ như cái mùi nó sao mà thấy đậm đà hơn. Giống cá này, nó giống cá trứng vậy, nhưng mà không có trứng. Những cái clip mà về bia này thì bên bên đó thì chỉ quay Đúng là được loại nó nhiều khoảng ga hơn nhiều so với cái loại mà bán khoảng lẻ. tầm 10 clip rồi mọi người, nhưng mà Là cũng nghề mấy cái loại bán lẻ bạn đúng mà review mấy tập trước đó, các bạn thấy nó kiểu như nó nhẹ nhẹ nhẹ, mà nó nhất là cái tập đầu tiên á, cái bia của vùng Serbia mà nó đỏ đó rất là nhẹ luôn, mình uống thật sự mình uống như nước lã luôn. Các bạn có thích loại bia nào hay là có biết loại bia nào ngon đó thì các bạn comment phía bên dưới nha, để bên coi bên này có mình mua mình thử mình review cho các bạn xem. Nãy giờ mới nói về ga nè, bây giờ nói cái việc đến vụ vị nè. Cái vị này nó kiểu như là nó đúng bia luôn á, chứ nó không có bị không bị chua nữa, cũng không đắng luôn, nhưng mà nó kiểu như nó không cũng không ngọt, mà nó cũng kiểu như là nó trung tính lại hết mọi thứ luôn á, nó không có cái vị nào mạnh hơn vị nào á, nó rất là bình thường luôn, uống vô nghe mùi bia đặc trưng của vùng châu, không có bị không có vị nhiều, không có vị nhiều, nhưng mà ga nhiều cũng vị nhiều. Đúng rồi, uống nếm vô một tí xíu là ga nó lên là bầm luôn á.
mình uống tí xíu mà nếm vô mà ga nó sủi lên, chính mình bỏ CO2 lên miệng, mình bỏ viên sủi miệng. Bia thôi chứ không có bị đắng, bị ngọt hay là bị gì. Ngày hôm trước thì bạn uống cái chai bia kia nhưng mà bạn không muốn review. Nó nằm đầu tư là mùi thơm cực kỳ luôn, đúng mùi mình thích. Đúng mùi bia bia Nhật mà mình thích đó, kiểu kiểu vậy. Nhưng ngày mai là mình nhức đầu quá, nhức đầu không ấy, mày nghĩ chắc mày nhau bia đâu. Nhiều khi do mình ngủ hơi say như thế này. Ben cực kỳ là thích cái salad rocket này luôn mọi người nha. Thì nhưng mà ở mình ăn ở Việt Nam mình á thì cái mùi nó có tí mùi thôi. Chứ mùi nó không có kiểu như là đặc trưng, với lại nó không có kiểu như là nó gọi là nặng á, gọi là strong của cái mùi này á. Bên bên ở bên khu vực bên bên Ý, gần Ý ăn cực kỳ thơm. Ăn ngon, nói chung ăn ăn hoài mình cảm thấy như nó không ngán luôn. Cái này nó giống như là mình ăn đồ mình ăn kiểu giống như rau gia vị của mình á. Mình ăn một miếng đồ nướng hay đồ chiên thì mình ăn thêm miếng rau rocket này vô ăn tuyệt vời là mọi người, nó thơm mùi đặc trưng lắm, phê lắm. Nói chung bên cực kỳ thích luôn. Mình trộn salad cũng mình cũng trộn như vậy nè đó, mình trộn salad lên. Còn nói mà chịu chịu không nổi luôn. Thôi bạn xin kết thúc video clip tại đây nha. Nếu bạn nào mà thấy cái chuyên mục này thì hãy nhớ cho em một like nha. Và bạn nào mà lần đầu tiên tới thăm kênh của bạn á thì đừng quên sub kênh để xem rất nhiều là chuyên mục. Nếu bạn nào mà lần đầu tiên đến kênh của bạn á thì đăng ký ủng hộ kênh nha. Tại vì bạn làm rất là nhiều chuyên mục về dạy nấu ăn, review ăn uống, rồi du lịch, rồi khách sạn, nhà hàng gì đó thì đủ hết. Nha, bây giờ xin chào tạm biệt mọi người. Hôm nay thì Ben bắt đầu mới nghiên cứu được cái cách mà làm cái video clip reaction này nè. Thì sắp tới Ben sẽ làm nhiều clip về reaction, về những clip cũ mà Ben sống và làm việc ở bên châu Âu. Cũng như là Ben sẽ làm những cái clip reaction về những cái food, về đồ ăn á, về ẩm thực này kia, rồi có thể từ đó để mọi người mở mang hơn về cái những cái cách mà nhiều người đầu bếp khác chế biến. Để thứ nhất mình học hỏi, rồi ví dụ như là những một số cách chế biến của những cái bạn mà hot TikTok hay là gì đó thì người ta làm á, nhưng mà nhiều lúc ta làm nhìn hấp dẫn vậy, nhưng mà thực sự nếu mà mình chỉnh sửa lại tí xíu nữa từ những idea đó thì món ăn nó sẽ còn ngon hơn nữa. Thì đó là mình sẽ sắp tới mình sẽ làm những video clip giống vậy để mình chia sẻ với mọi người. Đương nhiên là nó sẽ có những video clip về nấu ăn rồi, nhưng mà thực sự là giai đoạn này là bên công việc nó khá là nhiều mọi người, nên bên không có nhiều thời gian để đứng bếp để nấu được, nhưng bên sẽ cố gắng khi nào mà có nhiều thời gian ổn định hơn thì bên sẽ làm những video clip về nấu ăn nhiều hơn nha. Còn bây giờ bên cũng xin chào tạm biệt mọi người nha, hẹn mọi người ở video clip tiếp theo, bye bye.